Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con cũng đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, lễ chư tăng, tu nữ, cùng Phật tử. Và con cũng kính thành đại Đức Phật cùng chư tăng. Chào quý vị. Nên sư đọc ai chánh với những ai chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu bị diệt, những ai chúng đạt được nỗi của đã từ hoàn tất cả. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói và tôi đã được nghe. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới, thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới có dư y? Ở đây này các tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích hữu kiết sử, đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại, cảm giác là khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt, này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới không có dư y? Ở đây này các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tầng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích hữu kiết sử, đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến, hai niết bàn giới này được vị có pháp nhãn trình bày và thuyết giảng, không y tựa như vậy. Một loại niết bàn giới ở đây thuộc hiện tại còn có các dư y nuôi dưỡng hữu bị diệt. Không dư y niết bàn lại thuộc về tương lai, với vị đạt giới này mọi hữu diệt hoàn toàn. Những ai với chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu bị diệt, những ai chứng đạt được gốc nõi của các pháp, hoan hỷ trong diệt tận, những vị ấy như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sanh hữu. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư tăng và sư xin nhường mic này cho quý vị ạ. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức, con xin ôn bài 44 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này, thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không có dư y. Này các tỳ kheo,
Thế nào là Niết Bàn, giới có dư y? Ở đây này các tỳ kheo hoặc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là Niết Bàn có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là Niết Bàn giới không có dư ý? Theo phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Sẽ được lắng nhiều. Này các tỳ kheo, đây gọi là Niết Bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai Niết Bàn giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Hai Niết Bàn giới này được vị có pháp nhãn trình bày và thuyết giảng không y tựa như vậy. Một loại Niết Bàn giới ở đây thuộc hiện tại, còn có các dư y nuôi dưỡng hữu bị diệt. Không dư y Niết Bàn lại thuộc về tương lai. Đới tương lai với vị đạt giới này diệt hoàn toàn. Những ai với chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu bị diệt, những ai chứng đạt được gốc lõi của các pháp, hoan hỷ trong diệt tận, những vị ấy như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sanh hữu. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bích Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Khai, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Nhẫn. Con xin đọc câu Pháp Cú số 44, con xin đọc bài số 44. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Các tỳ kheo, có hai Niết Bàn giới này. Thế nào là hai Niết Bàn giới có dư y và Niết Bàn giới không có dư y? Này các tỳ kheo, thế nào là Niết Bàn có dư y? Ở đây, này các tỳ kheo, Tỳ kheo là một bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã nhặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết, sử, đã diệt và giải thoát nhờ chánh trí. Trong cái vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỳ kheo, ta gọi là Niết Bàn có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là Niết Bàn giới không ở? Này các tỳ kheo là một bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt
đã giải thoát nhờ chánh trí ở đây. Đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến hai niết bàn giới này được vị có pháp nhẫn trình bày và thuyết giảng không y tự tự như vậy. Một loại niết bàn giới ở đây thuộc hiện tại, còn có các dư y nuôi dưỡng hữu vị diệt. Không dư y niết bàn lại thuộc về tương lai. Với vị đạt giới này, mọi hữu diệt hoàn toàn. Những ai với chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu diệt, những ai chứng đạt được cốt lõi của các pháp, hoan hỷ trong việc tặng, những vị ấy như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sinh hữu. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Tam Vương đã đọc xong. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Con Từ Mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thân cùng Đại Đức Pháp Tính. Và kính chào quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này, thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới có dư y? Ở đây, các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí, trong vị ấy năm căn còn tồn tại. Ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại, cảm giác lạc khổ. Dạ con Nam Mô Bố Tha Giá, nhưng đạo tràng có Dạ Nam Mô Bố Tha Gia, đạo tràng cho con biết tín hiệu, con nghe được tiếng con không? Dạ xa thủ, nhưng con có biết không? Con xin đọc lại. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn có giới dư y? Ở đây, này các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không không có thương hại, cảm giác lạc khổ. Với vị ấy thanh diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn có dư y.
Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới không có dư y? Ở đây các tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sự đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí ở đây. Đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ, ưa thích sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới không có dư y? Ở đây, này các tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sự đã diệt, đã giải thoát lời chánh trí ở đây. Đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa ở đây. Điều này được nói đến hai niết bàn giới này được vì có pháp nhãn trình bày và thuyết giảng không y tựa. Như vậy, một loại niết bàn giới ở đây hiện tại còn có các dư y nuôi dưỡng bị diệt, không dư y niết bàn lại thuộc về tương lai. Với vị đạt giới này, mọi hữu diệt hoàn toàn. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Những ai với chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu bị diệt. Những ai chứng đạt được gốc loại của các pháp, hoan hỷ trong việc tận những vị ấy, như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sanh hữu. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo hữu. Con đã đọc xong bài. Dạ, con xin sám hối, con xin cúi đầu đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. À, con đã bất kính lúc mà khi con đầu tiên con chào mà con đã quên chào Đại Đức. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giả. Dạ, con xin xuống bếp. Dạ, kính mời Sít Ái Minh với Sít Rạng Đông lên ôn bài. Dạ, bây giờ là 7 giờ rồi. Quý Sít lên ôn bài để rồi kính mời chị Lạc Lê Thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, hết giờ hả? Vậy kính mời chị Lạc Lê Thỉnh Pháp Sư nha chị. Dạ. Dạ, chị Lạc Lê ơi, chị có trước máy hay không? Cho nghe pháp một tín hiệu đi. Nếu chị có trước máy, kính mời chị Thỉnh Pháp Sư. Dạ, vì còn không có trước máy, kính thỉnh mời Ái Minh nha. Dạ, kính mời Ái Minh đi.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Chào quý anh chị, con xin phép được thay mặt đạo tràng pháp hội xin cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phở Đức Phật tiên thành chánh giác gầm đạo màu diệu pháp cao thâm, phần vân chưa chuyển pháp luân phàm thiên hầu Phật ba lần cầu xin. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ẩn đức pháp vô biên mạng tung khai hoa, mong ngài chuyển pháp đăng tòa chúng sanh lít bụi mây mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đóa vương cao đóa lạ mặt hồ, đóa còn tận đây bùng nhơ, chúng sanh căn trí tò mò khác nhau. Vì bi mẫn ngưng cầu tế độ, ngưng thuyền từ cứu khổ quần mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phàm thiên vân vi trần phủ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc gia vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô na, thế gian tam bảo tụ thành. Tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung, rồi từ đó Phật dùng trong pháp, giống đêm thâu tình giấc mộng thường, dại dầu nắng gió tuyết sương. Hoàng Kha giáo hóa mở đường độ sanh, bởi cơ tích sự tình ngày trước. Đại phàm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. In khi tâm trí rành rang, não tiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm thiền tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa pháp tân đăng đàn ban bố cho chúng con thời giảng pháp để ngõ hầu giúp chúng con được sự tiến hóa, sự an vui lâu dài. Dạ, con kính dâng bích đến thượng tọa, kính chúc quý anh chị thính pháp được nhiều sự an lạc. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết rất rõ. Thì trong thời gian qua thì cái ngày học của chúng tôi thì nó có bị gián đoạn. Chúng tôi cũng không biết là các cái buổi học khác ấy, thì Rung Pháp Cú của chúng ta có giảng hay không, nhưng mà trong thời gian qua đó thì cũng có bận một số công việc cho nên không có vô sinh hoạt được ở trong Rung Phật Pháp và Rung gì Pháp Cú này. Và hôm nay thì trở lại với Rung Pháp Cú này thì để tiếp cái bài học của
lúc trước, thời gian trước. Dạ. Như khi nãy đã nghe các vị đọc ôn bài lại là bài 244, bài 44 La Mã. Bài 44 La Mã. Thì bây giờ là chúng ta lại tiếp tục học bài 45 nha, 45 La Mã. Không, quý vị không có cái phần chánh văn thì chúng tôi xin đọc sơ qua về phần chánh văn này. Đúng ra thì quý vị phải đọc phần chánh văn chứ. Có đọc phần chánh văn chưa? Dạ, có đọc phần chánh văn khi nãy chưa? Chưa. Đúng ra là quý vị phải đọc. Rồi, như vậy thì quý vị có nội dung của cái bài chánh văn đủ không? Chánh văn bài số 45 này nè. Có đủ thì quý vị đọc đi. Dạ. Đọc nha, quý vị đọc đi rồi sư sẽ giảng. Rồi cô Ái Minh á, Quang Hỷ đọc phần chánh văn đi. Sư sẽ, mỗi khi thì có cô Nhật Quỳnh là cô đọc thì sư sẽ giảng. Rồi, bây giờ mời cô. Dạ, để con xin kính đọc bài mới, bài 45 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền định, chuyên chú nội tâm tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán tri, hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trống. Này các tỷ kheo, sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán trí, hành tri hạnh, đi đến các ngôi nhà trống, thời được chờ đợi là một trong hai quả này. Ngay trong hiện tại được trí, hay nếu có dư y, được quả bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến những ai tâm an tịnh, thông minh và thận trọng, chánh niệm tu thiền định, quán nhìn pháp chơn chánh, không chờ đợi ham muốn, đối với các loại dục, ưa muốn không phóng dật, sống an tịnh có mặt, thấy được sự sợ hãi, trong nếp sống phóng dật, họ không bị thối đọa, họ đến gần niết bàn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong bài chánh kinh bài số 45 La Mã. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng cầm mic giảng giải bài pháp này ạ. Chúng con kính thỉnh sư. Dạ, sa thú kính tri ân cô Rạng Đông đã đọc phải phần chánh kinh. Thì giờ đây chúng tôi xin được giảng cái bài học này. Trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Abhivadami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa kha tô phá cá quá ta tham mô tham măng nạp ma sa mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Su ba ti ba nô phá cá quá tô sa wa ka san go san căng nạp ma sa mí. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt,
nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giả. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay chúng ta học qua bài số 45 La Mã. Phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe cô Rạng Đông đọc cho cái phần chánh kinh. Bây giờ chúng tôi xin được lấy cái ý ở trong cái nội dung của bài chánh kinh hôm nay để chúng tôi giảng. Xin thưa quý Phật tử, đó là giáo pháp nguyên nguyên của Đức Phật xưa kia đó là một điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn động viên, luôn luôn khuyến khích chúng ta hãy thích sống cái đời sống ẩn dật và phải quan hệ với cái đời sống thiền định. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài luôn luôn sách tấn những hàng đệ tử của Ngài. Và cái mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh là làm sao để đạt được cái sự giải thoát. Chúng ta thấy rằng là trải qua với một thời gian dài hơn 25 thế kỷ, Phật giáo đã lan tỏa cho khắp cả Đông Châu, đặc biệt là Á Châu của ta thì ảnh hưởng Phật giáo rất là nhiều. Cho nên nếu chúng ta tìm hiểu lại cái giáo lý, lời dạy nguyên nguyên của Đức Phật xưa kia đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn khuyến khích đệ tử của Ngài luôn luôn hành trì và thích cái đời sống độc cư thiền định. Đó là điều quan trọng. Càng về sau này thì pháp môn Phật giáo, Phật gia, giáo lý của Phật giáo, lời dạy của Đức Phật giáo đó, lời dạy của Đức Phật đã thay đổi. Thay đổi là bằng cách là nhiều cái pháp môn tu tập. Ở trong lời dạy nguyên thủy của chúng ta, đặc biệt ở trong kinh điển Pali đó, thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng có hai cái phương pháp thiền định, hai cái phương pháp thiền tập. Một là Samatha Bhavana, tức là chúng ta tu tiến bằng phương pháp thiền định. Cái thứ hai là Vipassana Bhavana, tức là chúng ta tu tiến bằng phương pháp thiền quán. Và trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật cũng nói là một thầy tỳ kheo đó, hay phải đi đến một cái ngôi nhà trống hay hoặc đến một cội cây, mặt quay thẳng vào vách, rồi lưng thẳng, xếp bằng, bám già hoặc là kiết già và đặt niệm. Thì điều đó muốn nói là đời sống mà độc cư, tập cho mình một cái đời sống độc cư thiền định á, thì điều đó rất là quan trọng. Và ở trong kinh Tân Chi đó, ở cái pháp bảy chi đó, tám chi, Đức Phật Ngài có dạy như thế này, trong đó có tám cái tiêu chí gọi là chánh pháp. Thì trong đó có một cái tiêu chí mà Đức Phật Ngài thường nhấn mạnh, đó là thầy tỳ kheo tự hỏi mình và mình có quan hệ với cái đời sống độc cư thiền định hay không. Và khi tâm của mình còn thích sống đời sống độc cư thiền định thì đó là một trong những cái tiêu chí chánh pháp. Như vậy nói điều này để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là một vị tỳ kheo hãy ưa sống cái đời sống ẩn dật và thiền định. Chúng ta có hai cái sự diễn ly. Hai cái sự diễn ly. Một là thân diễn ly, hai là tâm diễn ly. Diễn ly là sao? Diễn ly là cách xa. Cách xa. Thân diễn ly ở đây đó là đời sống, chúng ta thấy rằng là mình phải thích cái đời sống quan hỷ với cái đời sống độc cư thiền định. Về mặt không gian đó, thì có lẽ là chúng ta tránh cái chỗ ồn ào. Tránh cái chỗ ồn ào.
bị ồn ào nó một cái là một cái gai nhọn của sơ thiền. Cho nên khi mà ồn ào nó ảnh hưởng đến đến cái ngoại cảnh của chúng ta, với một cái người mà mới bắt đầu tập á, thì dĩ nhiên là mình phải tập cho mình có một cái không gian yên tĩnh, yên tĩnh. Thì có người chọn cho mình cái thân diễn ly, tức là mình ở ở nơi thanh vắng hay là ở nơi trong rừng. Bởi vì trước khi chúng ta tu tập thiền á, thì ít ra thì chúng ta phải làm cho nó gọn ghẻ bớt với những cái sự ràng buộc, gọn ghẻ bớt những cái sự ràng buộc. Nào là công việc thì chúng ta phải thu xếp cho nó gọn, rồi công danh sự nghiệp chúng ta cũng phải thu xếp, chúng ta đừng nghĩ tưởng đến nó. Rồi ngay cả cái những cái phương tiện sống của chúng ta đó, thì chúng ta cũng không có nhu cầu lắm, và chúng ta chỉ cần vừa đủ để chúng ta an tâm tu tập. Chúng ta không quan trọng tới cái chuyện mà ăn ở ở đây. Mặc dù là chư tổ đó thì thường nói rằng là pháp tài lữ địa, tức là chúng ta có pháp thì chúng ta phải có cái tài chính, cái điều kiện thuận lợi, rồi có bạn lữ, rồi có một cái nơi trú xứ, có cái nơi trú xứ thích hợp. Thì ở đây đó có thể nói rằng là trước tiên đó là mình phải chọn là cái không gian nó được yên tĩnh, tịch mịch. Cho nên ông nói tại sao người ta tu đó thì người ta tìm đến những cái tự viện, hoặc người ta đến thiền viện, người ta đến am cốc, người ta tìm cái chỗ thanh vắng. Chúng ta biết rằng ở bên Thái á, thì người ta có những cái ngôi rừng, hay hoặc là Myanmar có những cái khu rừng, và cái khu rừng đó là để dành cho các vị thiền giả chuyên tâm hành đạo. Do vậy đó thì mình cứ muốn hành đạo thì mình cứ vô trong đó, tới giờ khất thực thì mình cứ ôm mình bác đi ra làng, mình nhận kiếm vật thực về để mà mình dùng một bữa, cho qua bữa rồi về là lo hành đạo thôi. Thì cái không gian mà nó yên tĩnh á, cái không gian yên tĩnh á là một cái yếu tố rất là quan trọng cho một cái người mà sơ cơ chúng ta có được cái thân diễn ly. Bởi vì nếu như chúng ta ở một cái nơi mà nó ràng buộc, thí dụ như người ta cứ hơn thua với nhau qua lời nói, qua hành động, thì cái tiếng động và tiếng ồn đó, hoặc là hình ảnh mà mắt chúng ta thấy đó, thì làm cho cái tâm của mình nó không có an tịnh. Thấy cái cảnh mà người ta hơn thua với nhau, thấy cái cảnh mà người ta làm những việc mà nó làm cho tâm của mình không được yên tĩnh. Và do vậy thì chúng ta phải cần phải cách cái cảnh đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng để mà tâm thân diễn ly, có nghĩa là chúng ta phải có cái khoảng cách, nó không nơi bến nước. Người ta ngày xưa đó, quý vị thấy rằng những cái bến nước đó là cái nơi mà những cái người ta sẽ đi đến đó múc nước lấy nước, thì người ta sẽ ồn ào, người ta sẽ nói chuyện, người ta nói chuyện phím, rồi người ta hơn thua với nhau ở cái bến nước, hoặc là ở chợ ồn ào, hay hoặc là nơi mà cái xứ mà nó không có được hiền lành á, mà mình ở cái chỗ đó thì cái tâm của mình nó cũng khó yên tĩnh. Vừa rồi chúng tôi có dịp đi qua bên Myanmar cùng với Chư Tăng Giảng Sư đó. Thì được biết đó là ngày xưa chúng ta đọc ở trong kinh đó, có nghe cái chuyện của Ngài Quân Á khi mà Ngài sinh Đức Phật đến đến cái xứ Sunaparanta, Sunaparanta để mà Ngài hành đạo. Thì Đức Phật Ngài hỏi rằng ngươi đi đến đó rồi họ mắng chửi ngươi thì sao? Thì Ngài mới nói rằng họ mắng chửi nhưng mà không có đánh đập. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp, rồi họ đánh đập ngươi thì sao? Nhớ bạch Đức Thế Tôn, là họ đánh đập con nhưng mà họ không có giết con.
Rồi Đức Phật ngài mới hỏi tiếp nữa là hỏi tiếp nữa là nếu mà họ giết ngươi thì sao? Thì ngài Puná ngài mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, thì họ đã giúp cho con có được cái sự giải thoát. Khi mà ngài Puná trả lời như vậy thì Đức Phật ngài nói lành thay, này này Puná, ông hãy đi đến đó xứ đó để mà hành đạo. Thì được biết đó là cái sư Sunabaranta ngày xưa đó là họ rất là hung dữ, họ rất khó điều phục. Và chúng ta biết rằng cái Sunabaranta ngày nay là cái xứ Miến Điện, chúng ta cũng biết đó, nhờ Phật giáo lan truyền tới đó, ngày nay mà người ta đã thấm nhuần cái lời dạy của Phật, mà người dân Myanmar họ rất là hiền, họ rất là hiền nhờ cái giáo pháp của Đức Phật. Thì đây chúng tôi trở lại với một cái điều, đó là Đức Phật ngài nói nếu mà mình có một cái thân diễn ly như vậy đó, là một cái yếu tố quan trọng, giống như chư tổ gọi là pháp, tài, lữ và địa, tức là cái pháp mà chúng ta hành đạo một cách đúng đắn, chân chánh và thích hợp với chúng ta. Tài tức là cái điều kiện thuận lợi để cho chúng ta có thể hành đạo, chuyên tâm hành đạo. Chúng ta có được một bạn lữ đồng hành vào trong cái đời sống của chúng ta. Và địa tức là cái nơi, cái trú xứ, như ngài Xá Lợi Phất ngài gọi là bốn cái nhân để tiến hóa ở trong trường bộ kinh, thì ngài dạy trong đó có một cái điều bốn, có một cái nhân đó là ở một cái trú xứ thích hợp. Sự thích hợp tới đây có nghĩa là chúng ta chọn cho chúng ta một cái không gian yên tĩnh, không bị quấy rầy, không có cái. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có một cái điều kiện, đó là tâm diễn ly, đặc biệt là tâm diễn ly. Ngày sau này vừa ngày thời gian sau này đó, thì chúng ta có nghe nói là thứ nhất tu chợ, thứ hai tu chùa gì đó. Thì ở đây đó chúng ta cũng biết đó là gọi là tu chợ, tức là mình ở cái nơi mà đông đảo. Thì cái này nó ngược lại, ngược lại cái này là một số quan điểm mà sau này chúng ta cũng biết, đó là một khi mà cái nội tâm của mình được được vững chãi rồi đó, được vững chãi rồi đó, thì chúng ta có ở một cái cảnh nào đi nữa thì cái cảnh đó không làm mình nao lòng. Nhưng mà cái tâm của mình chưa vững thì cái chính cái cảnh đó làm mình nao lòng. Bởi vậy cho nên ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật có dạy rằng có những lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ, và vân vân. Trong đó có lậu hoặc, có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Cho nên nếu mà tâm của chúng ta mà không có được an tịnh thì chúng ta nên chọn cho chúng ta một cái hoàn cảnh tốt, gọi là thân diễn ly, và cái thứ hai là cái tâm diễn ly. Cái tâm diễn ly ở đây đó là mình làm sao mà mình tâm mình lìa bỏ. Ở đây nói là mình thích chuyên chú, thích ấn dật, mà nội tâm mình cũng phải là tịnh chỉ, nội tâm mình cũng thì tịnh chỉ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng để mà cái tâm của mình có được cái tịnh chỉ, thì trong Phật giáo dạy cho chúng ta đó là có hai cái loại thiền, hay là hai cái loại pháp, hai cái thiền mà để cho chúng ta phát triển, đó là Samatha Bhavana, tức là thiền chỉ, hay gọi là thiền định. Thì ở trong thiền định này đó là chúng ta phải trụ tâm trên một đề mục. Cái trọng tâm của thiền định đó là trụ tâm trên một đề mục. Một trong 40 cái án xứ mà một vị hành giả tu tập thiền chỉ cần phải có, đó là 10 đề mục tỳ niệm, đề 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục hoàn tịnh, 4 niệm, 4 vô lượng tâm, 4 thiền vô sắc, và niệm về sự tịch tịnh của Niết Bàn và tính chất bất tịnh của tứ đại. Thì những cái đề mục đó là nằm để làm nhằm để mà cái tâm của mình định vào ở trong trụ tâm vào trong cái đề mục đó, để tâm nó không có bị tán loạn, tâm không có bị tán loạn. Chúng ta nhìn lại ở trong tâm của chính mình á, nếu như mà mình không có để ý tâm thì thôi, nếu mà mình để ý tâm thì mình rõ ràng là mình biết cái tâm của mình nó có một cái
sự tán loạn. Chúng ta ngồi ở đây nhưng mà chúng ta lại nhớ những chuyện đâu đó, hoặc chúng ta không hoàn toàn tập trung vào ở trong cái đề mục của chúng ta, có lúc thỉnh thoảng chúng ta lại bị tán loạn, phân tâm, nó bị tán loạn, tâm ngồi đây nhưng mà rồi đó là mình bị chi phối bởi vì cái cảnh thuộc về quá khứ, thuộc về vị lai, và ngay cả cái cảnh hiện tại này, cảnh cả hiện tại này. Cho nên chính vì vậy tâm của mình nó không thể định tĩnh được. Mà một người đó, ở đây gọi là để mà mình có được cái tâm an tịnh đó, thì mình ở đây trước nhất là cái người mà gọi là mình phải là cái người có trí. Cái người có trí. Có trí ở đây đó là có thể nói đó là có trí tôi hiểu đó là ở ngay trong hiện tại là mình nhận thức được chính cái phiền não ở nội tâm của mình. Trong đó có cái sự phóng dật, có cái sự si mê, có sự tham cầu, dục lạc, hoặc là có sự sân hận, có phiền não như vậy đó. Thì nó chi phối cho cái nội tâm của chúng ta. Và chúng ta không thể minh định được, không thể định tĩnh được. Như vậy thì cái người đó gọi là cái người kém thông minh. Kém thông minh. Vì vậy cho nên là phải nói là để dành cho những cái, trong kinh chúng ta nghe nói là pháp của Như Lai để dành cho cái người có trí. Người có trí có nghĩa là mình nhận thức được cái mối nguy hiểm, cái mối nguy hiểm của tâm, của phiền não, rồi mình phải muốn cách ly, tức là tâm mình phải muốn diễn ly những cái sự dính bận đó, không để cho cái phiền não của tâm sanh khởi. Hơn nữa nếu chúng ta nói theo di diệu pháp đó, để mà chúng ta đắc thiền được, hoặc là để mà chúng ta chứng quả vị thánh nhân được, thì chúng ta phải tục sinh là cái người tâm nhân. Người tâm nhân có nghĩa là chúng ta tục sinh bằng một tâm, bốn cái tâm tương ưng trí. Chúng ta phải tục sinh bằng bốn, một trong bốn cái tâm tương ưng trí, trong đó có hai cái tâm thọ xả và hai cái tâm thọ hỷ, chứ là chúng ta tục sinh bằng bốn tâm đại quả tương ưng trí, một trong bốn tâm đại quả tương ưng trí. Thì cái nhân có trí đó đó, có trí ở đây là gì? Người ta tục sinh bằng, gọi là người tam nhân, là có ba nhân. Khi mà họ tục sinh thì có ba nhân: vô tham, vô sân và vô si. Vô si ở đây đồng nghĩa là có trí. Cho nên cái nền tảng của người có trí đó, thì khi mà họ tục sinh như vậy, và do cái sự nỗ lực tu tập của họ, và do các cái nhân duyên được hỗ trợ được đầy đủ, pháp độ ba la mật của họ được đầy đủ, thì họ có thể chứng thiền hoặc là chứng đắc được đạo quả. Ở đây là như vậy. Còn cái việc mà một cái người mà có sự thận trọng, có thận trọng. Thận trọng là sao? Chúng ta thấy rằng là thận trọng là mình phải có cái việc là mình theo dõi ở nội tâm của mình. Mình thận trọng và luôn luôn gắn tâm vào trong một cái đề mục trên phương diện thiền chỉ, hay hoặc là trên phương diện thiền quán. Thiền quán là sao? Thiền quán tức là thiền định á, thiền chỉ á, thì trọng tâm của thiền chỉ đó là mình trụ tâm trên một đề mục, một đề mục. Còn trọng tâm của thiền quán đó là mình phải có chánh niệm, phải có niệm, và để rồi phát sinh ra cái tuệ, để mà mình phân biệt được cái giai đoạn mà gọi là phân biệt cái trí, gọi là phân biệt danh sắc. Phân biệt danh sắc ngay cả cái mỗi bước đi, mỗi cái quay nghi, đi đứng nằm ngồi, đại quay nghi, tiểu quay nghi, hoặc là các cái cảm thọ, hoặc là nội tâm của mình ra sao, thì mình phải biết rõ như vậy. Thì đó là cái vai trò, cái nhiệm vụ của một cái người tu tập. Mà quý vị thấy rằng ở trong trong kinh gọi là mình dùng cái chánh niệm, trong thiền quán gọi là mình dùng cái chánh niệm, tức là cái chánh niệm này là mình phải theo dõi thường xuyên của thân và tâm của mình, thân và tâm của mình. Thì như vậy đó thì mình mới, nó có nghĩa là niệm là sự ghi nhận thôi, ghi nhớ và ghi nhận những cái gì đang diễn ra, đang có mặt, chứ không phải là ghi nhận những chuyện quá khứ hay là ước vọng đến tương lai, mà chỉ là những cái gì đang diễn ra hiện tại. Mà chúng ta hiểu ở trong kinh
là mọi cái sự sanh diệt của thân và tâm này nó cũng luôn luôn chịu sự sanh diệt, tức là vô thường. Vô thường. Nếu chúng ta có chánh niệm kỹ, chánh niệm một cách mạnh mẽ thì chúng ta mới thấy được là chính cái sự sanh diệt của danh và sắc này chúng ta mới thấy rõ. Còn đương nhiên là khi mà chúng ta không có chánh niệm thì cũng đang sanh diệt, nhưng mà có cái là chúng ta không biết được, không bước được đâu đó. Và chánh niệm đó, thì được vững chãi đó, được lớn mạnh đó, thì tuệ mới phát sanh, tuệ mới phát sanh. Cho nên ở đây đó, khi mà nói là một người thận trọng, thận trọng thì chúng ta cũng biết đó là cái tâm của mình nó khởi lên thì mình cũng phải biết, tâm bất thiện của mình nó khởi lên thì mình phải biết. Cái tâm mình giống như trong kinh Tứ Niệm Xứ gọi là tâm có tham thì biết mình có tham, tâm có hôn trầm thì mình biết mình có hôn trầm, tâm có hoài nghi thì mình biết tâm mình có hoài nghi, tâm có sân thì mình biết có sân, tâm có si mình biết có si. Biết như vậy thì cái biết này đó chính là nhờ cái chánh niệm của mình. Nếu mình không có chánh niệm thì mình không biết liền ngay trong tức khắc. Cái người mà họ giận ai đó, họ giận ai đó, rồi một lát sau đó họ bớt giận, họ nhớ là sao hồi nãy mình giận người ta quá, rồi mình quát tháo hay là mình nóng nảy ở trong lòng của mình, hoặc là hành động của mình thô thiển, thô bạo như vậy. Thì khi mà họ nhìn lại đó là không phải điều đó là do cái chánh niệm, mà chánh niệm là trong mỗi khoảnh khắc họ vẫn biết như vậy, biết tâm của mình là như vậy. Thì khi mà họ biết như vậy đó, lập tức những cái hành vi sai trái đó nó được điều chỉnh lại, nó không có thể sanh khởi. Như vậy thì cái người thận trọng á, như là ở trong tứ chánh cần thì chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng sao? Vị tỷ kheo phải có bốn cái pháp chánh cần, tức là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần ở đây tức là cái người thận trọng, dè dặt, cẩn thận, biết rằng những cái pháp bất thiện chưa sanh thì mình luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn đặt cái tâm của mình vào trong một cái đề mục bằng phương pháp thiền định, để mà mình đừng để cho cái tâm tạp niệm phiền não nó sanh khởi lên. Chúng ta thấy là gọi là cái tư duy bất thiện. Tư duy như thế nào gọi là tư duy bất thiện? Tư duy đến tham, tức là tư duy đến dục, tư duy đến sân, tức là tư duy sân hại, rồi tư duy đến não hại, tức là tư duy hại. Đó là tà tư duy. Nhưng mà một người có chánh tư duy là tư duy vô hận, tư duy vô hại và tư duy vô dục. Đó là cái chánh tư duy. Cái chánh tư duy. Như vậy thì cái người thận trọng á, là cái người cẩn thận không cho pháp bất thiện sanh. Và nếu mà pháp bất thiện sanh rồi thì mình dùng cái chánh niệm của mình hay dùng cái chánh định của mình để mà mình trụ tâm trên đề mục, hoặc là chánh niệm của mình để mà mình ghi nhận được sự sanh diệt của danh sắc. Thì chính mình có chánh niệm như vậy để mà mình làm cho các pháp thiện, các cái pháp bất thiện đã sanh á, được loại trừ đi. Pháp bất thiện chưa sanh thì ngăn chặn, nhưng mà pháp bất thiện đã sanh rồi thì mình làm sao có chánh niệm, có được cái chánh định ở trong đời sống để mà mình loại bỏ những cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình như vậy. Và mình làm sao để cho các cái pháp thiện ở trong tâm của mình nó sanh khởi, đó là chánh niệm hay hoặc là chánh định, để có cái sự thường xuyên. Thì trong cái sự tinh tấn của mình nó đã hàm chứa những cái chánh niệm ở trong đó. Trong cái pháp tinh tấn của mình nó đã trong cái sự chánh niệm của mình có một liên có cái tâm chánh niệm liên tục, hay hoặc là có cái tâm chánh định liên tục, thì nó đã hàm chứa bốn cái sự tinh tấn đó rồi. Tức là cái thiện pháp nào đã sanh, chưa sanh thì mình làm cho sanh, mà đã sanh rồi thì mình nên nuôi dưỡng nó một cách liên tục, bền bỉ như vậy. Như vậy thì ở đây đó, khi mà nói rằng một cái vị mà ưa thích cái đời sống an tịnh, đời sống yên tịnh, đó là một trong những cái tiêu chí chánh pháp mà Đức Phật ngài dạy. Như vậy
Ngày nay đó chúng ta thấy rằng khi mà cái đời sống tu sĩ của chúng ta và thậm chí cái đời sống của người cư sĩ của chúng ta có thể bị nhiều cái chướng cảnh tức là chướng duyên ở bên ngoài, nhiều cái sự ràng buộc, nhiều sự ràng buộc. Chứ không phải như là những cái vị tu sĩ xưa kia. Những vị tu sĩ xưa kia đó thì chúng ta thấy rằng là nó đơn giản lắm. Nó đơn giản lắm. Đơn giản tức là mình không có bị ràng buộc những cái cảnh duyên ở bên ngoài nhiều. Cứ ôm bát trì bình khất thực một ngày, một bữa là nuôi thân là xong. Rồi lo đạo thôi. Nó đơn giản vậy. Rồi nếu mà pháp độ ba la mật được đầy đủ, các duyên được đầy đủ thì chứng đắc được đạo quả giải thoát. À, còn vị mà chưa có pháp độ, pháp duyên, phước duyên được đầy đủ thì họ cũng được cái sự an lạc. Vị ấy cũng sẽ được cái sự an lạc. Còn ngày nay chúng ta thấy nó nhiều cái sự ràng buộc. À, nhiều cái sự ràng buộc. Và khi mà nhiều cái sự ràng buộc như vậy thì nhiều khi đó là chúng ta thấy nó thật sự là nhiều khi nó là một cái sự giống như là cái sự khó hành cho chúng ta. Chúng ta khó hành để mà đời sống mà chúng ta chuyên tâm cho cái hành đạo ấy, thì thật sự ra thì chúng ta cố gắng thì cũng có thể có được cái sự thành công nhất định. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình phải tu tập và để chúng ta cũng mong muốn là chúng ta sẽ chứng thiền, chứng đắc được đạo quả, nhưng mà chúng ta cũng không có vội, cũng không có vội, không có nóng vội, bởi vì những cái gì chúng ta cũng phải để mà có được cái sự thành tựu đó ở trên phương diện tu tập của mình thì phải hội đủ nhiều cái yếu tố, nhiều yếu tố. Chúng ta có cố gắng nhưng mà chúng ta các cái nhân duyên chưa, các cái pháp độ chưa đủ thì chúng ta cũng không thể nào chứng đắc thiền định hoặc đạo quả được. Nếu mà chúng ta có cố gắng mà chúng ta có đủ pháp độ đầy đủ và chúng ta là tục sinh là người tam nhân nữa đó, thì cái điều kiện nó có đủ thuận lợi hết đó, các cái nhân duyên hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta chứng đắc được đạo quả đó, thì cũng có thể mang đến với đời sống của chúng ta. Nhưng mà có một điều đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta phải thành cái này, thành bậc thánh này, thật bậc thánh kia. Cái mong ước là mong ước như vậy, cái ước vọng là cái ước vọng như vậy, nhưng mà rồi á là khi nào mà chúng ta hành cái đời sống thiền định á, thiền tập trong đời sống hàng ngày mà nội tâm của chúng ta được an lạc, đó là cái sự thành tựu. Nội tâm của chúng ta được cái sự an lạc là sự chúng ta thấy đó là một cái sự thành tựu trong đời sống của mình. Như vậy thì chúng ta nhìn lại chính mình, nhìn lại cái đời sống tu tập của mình và mình bị tham nó chi phối, bị các dục chi phối rất là nhiều. Không dục thì chúng ta bị sân hại, sân hận hoặc là não hại, tức là ba cái tư duy bất thiện nó thường thường sân cãi gì vậy? Và có khi đó là chúng ta nhớ lại, nhìn lại với cái nội tâm của mình, có lúc thì mình cũng buồn, không hài lòng, trắc ẩn. Rồi có lúc á, thì chúng ta cũng thấy là ưa thích cái này, ham thích cái nọ. Có lúc á, thì mình cảm thấy như cái nội tâm của mình nó ở một cái trạng thái hết sức là bình thản. Nó không có thiên về ham thích mà nó cũng không thiên về sân hận. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chưa không có phiền não. Thật sự ra thì chúng ta đang có một cái cảm thọ mà hết sức là bình thường, đó là cảm thọ mà ta gọi là thọ xả. Thì ở đây đó có nghĩa là cái tâm của mình nó luôn luôn sẵn sàng trong một cái điều kiện chao đảo nội tâm, tức là phóng dật. Bởi vì cái bản chất của phóng dật đó là tâm của mình ngồi đây nhưng mà mình nhớ ở chỗ kia, mình nhớ chuyện đã rồi, hoặc là mình nghĩ tới cái chuyện tương lai. Nghĩ tới chuyện tương lai, mình vạch ra cho cái tương lai như thế này, vạch ra tương lai như thế nọ qua mỗi cái sự việc, mỗi cái câu chuyện, mỗi cái việc như vậy. Nhưng mà đều là dắt dẫn cái tâm của mình tạo nên một cái trạng thái tâm luôn luôn phóng dật.
tâm luôn luôn phóng dật. Vì vậy cho nên là chúng ta không có không có phóng dật, không có phóng dật, mà tu tập đó là luôn với cái an tịnh. Chúng tôi nhớ rằng nó là tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi người có một cái đề mục, đề mục cho mình, và nhờ cái đề mục đó mà chúng ta dán ta vào trong cái đề mục đó. Hoặc là có khi thì mình niệm Phật, niệm theo cái ân đức của Phật, hoặc là chúng ta niệm theo hơi thở, hoặc là chúng ta tu tập thiền quán là qua cái hơi thở, qua các cái cảm thọ, hay qua các cái quay nghi ở trong đời sống của mình, mình có cái chánh niệm, thì điều đó rất là quan trọng. Ở lúc mà mình còn, chúng ta thấy rằng nhiều khi đó mình cả người cư sĩ cũng vậy, cho đến là các cái bậc xuất gia cũng vậy, nhiều khi mình bận rộn. Bận rộn ở đây chúng tôi muốn nói là ở người ngoài đời thì họ sẽ bận rộn công việc thế tế tục, nhưng mà người tu sĩ, các bậc xuất gia thì có những cái bận rộn của cái việc của cái vị xuất gia. Mặc dù mình biết rằng mình bận rộn những chuyện đó là những chuyện công quả, mình tạo cái phước cho chính mình, tạo phước cho chính mình, nhưng mà cũng không quên cái đời sống an tịnh nội tâm. Tức là những cái khi chúng ta trở về với nội tâm, chúng ta trở về với cái đời sống độc cư một mình, mình vẫn thấy quan hỷ với cái đời sống đó, và mình luôn luôn để tâm mình vào trong một cái đề mục. Để dù là chúng ta thấy rằng cái người mà ham vui đó, thì thấy chỗ nào đông người thì chúng ta hớn hở vui, nhưng mà khi mà họ trở về với cái chỗ mà không còn đông người nữa thì họ buồn rơi rượi, họ buồn rơi rượi. Mình tập cái tâm của mình là dù có đông là mình cũng phải dậy, cái tâm của mình cũng vững, mà dù có vắng người thì mình cũng phải vững. Cho nên nếu mà quý vị thử nghĩ cái, nếu như mà mình ở chỗ nào mà ví dụ như chùa, một buổi lễ đông người đến như vậy, đông người đến như vậy, nhưng mà rồi là xong lễ rồi là Phật tử các nơi, chư tăng các nơi người ta cũng lại đổ về hết rồi, chùa có bao nhiêu vị sư, bao nhiêu người cư sĩ hỗ trợ cho đó, thì cũng trở về cái cuộc sống giống như là đời sống vắng lặng vậy. Và trong chùa mình cũng chỉ là mình giữ cái tâm của mình. Và nếu như mà mình không có một cái pháp nương tựa đó, thì rõ ràng là mình thấy một cái sự hụt hẫng, thấy cái sự buồn chán, thấy cái sự buồn chán. Vậy đó là chính là mình không có cái đời sống nội tại của mình được một cách vững mạnh, nội tại vững mạnh. Tức là mình không có cái phương pháp để hành trì, để làm cho cái tâm của mình được an tịnh. Trong khi mình mong vọng ở tương lai, mình ước mong vọng ở tương lai, hoặc là mình hồi tưởng về quá khứ, thì những cái đó là những cái cảnh mà để cho chúng ta trạng lại, dù qua cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, thì tâm của mình nó bị tán loạn. Đó là một trạng thái yếu ớt từ nội tâm. Chúng ta không có nội lực từ ở cái nội tại của chính mình, tức là nội tâm mình không vững. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là nếu như một người mà biết ly bỏ được các cái sự tham đắm, tức là dục. Dục ở đây chúng ta hiểu là tham. Mà nói theo Lý Duyên Khởi, giáo lý Duyên, đó chính là sự ái. Ái. Chandaraga, tức là ái ở trong ngũ dục, ái ở trong cái tham ái của chính mình, tham ái ở trong cảnh này, cảnh nọ, tham ái của cái sự tái sanh, hay là tham ái ở trong sự hưởng thụ. Thì tất cả những sự tham ái nó dắt dẫn cho mình đi tái sanh, và tạo cho cái sự dính mắc của mình, dính mắc ở nội tâm của mình, làm cho tâm của mình không được thanh thản, không được thanh thản. Và vì vậy đó cho nên là nó cứ tạo nên một cái trạng thái tâm hết sức là phóng dật, và chúng ta không có được sự an tịnh. Cho nên ở đây đó chúng ta phải thấy rằng nó là cái cảnh ở bên ngoài, dù là ngày nay chúng ta thấy là Phật giáo chúng ta đó có là gọi là tôn giáo, tôn giáo. Tôn giáo vì sao? Gọi là chúng ta là người đạo Phật. Tôn giáo là sao? Tôn giáo là chúng ta có cái nghi thức để cúng bái tụng niệm.
gọi là tôn giáo. Và tôn giáo mà người ta hiểu ở đây là có một vị giáo chủ, trong khi tôn giáo mà chúng ta gọi là một tôn giáo là ở đó có tinh thần linh, mà chúng ta có một cái nghi thức tụng niệm, nghi thức cúng kiến, gọi là tôn giáo. Nhưng mà mình hiểu rõ rằng lời dạy của Đức Phật á, giáo pháp của Đức Phật cũng là một lời dạy, là những lời dạy để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta trải nghiệm về những điều mà Đức Phật đã đi qua, cũng như là chư vị thánh nhân đã hành trì và đã đi qua cái con đường đó. Và điều đó bằng cái sự thực nghiệm của chính Ngài và các vị thánh nhân. Và Đức Phật cũng mong muốn chúng ta cũng phải thực hiện và trải nghiệm của từng mỗi cá nhân một, từng tự thân của mỗi người. Cho nên chúng ta thấy như vậy đó, thì mình thấy có cái hình thức, phát triển hình thức thì mình mừng. Nhưng mà cái điều mà đáng mừng nhất đó là chúng ta phát triển được cái mặt nội dung. Nội dung ở đây là pháp học và pháp hành. Pháp học và pháp hành. Đó là cái điều quan trọng. Bởi đó là cái cốt lõi để cho cái giáo pháp được vững chãi, bền vững sau này. Cho nên khi trước khi Đức Phật tịch diệt đó, ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn, các thầy hãy nỗ lực, Như Lai chỉ là một bậc đạo sư. Có nghĩa là Đức Phật Ngài muốn nói rằng Ngài cũng là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta. Và mọi chuyện là chúng ta nên hiểu rằng các pháp hữu vi là vô thường. Rồi đây á, là thân và tâm của chúng ta, vạn vật trên cuộc đời của chúng ta cũng phải biến đổi và tiêu dập. Và các thầy hãy tự nỗ lực lấy, Như Lai chỉ là một đấng giác ngộ, một bậc đạo sư thôi. Tức là Đức Phật dạy cho chúng ta về những điều đó. Nghe Sang ơi, mai con nghỉ hả? Mai mình chuyển đi. Rồi. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tôn chỉ của Đức Phật dạy cho chúng ta đó là mong sao cho chúng ta tu tập để đạt được cái sự an lạc giải thoát. An lạc giải thoát. Điều đó là điều mà Đức Phật luôn luôn gửi gắm chúng ta trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Đức Phật mong cho chúng ta đạt được cái sự giải thoát, đạt được sự giải thoát. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rằng trong đời sống của mình nhìn lại, thật sự ra thì tâm bất thiện nó luôn luôn sanh khởi. Mà chúng ta không có điều phục được tâm bất thiện thì giờ phút lâm chung. Bởi vậy mình mới thấy rằng tại sao cái người mà họ già, họ sắp chết lại họ sợ chết. Họ sợ chết. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình thoát khỏi sự sợ chết đâu. Bản thân của chúng tôi cũng như vậy. Bản thân của chúng tôi cũng như vậy. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta hãy nhìn lại với cái tâm của mình, để rồi mình chuẩn bị cho mình những cái hành trang cho chính mình. Hành trang cho chính mình. Để một lúc nào đó mình nhắm mắt lìa đời, thì ít ra cái nội tâm của mình có được cái sự an tịnh. Có được sự an tịnh. Và ít ra thì mình cũng đã có được những cái phước báo mà chúng ta đã gieo trồng trong suốt bao nhiêu năm tu tập của chúng ta. Thì đó chính là cái chỗ nương tựa cho chính mình. Đó là phước báo, là chỗ hành trang giúp cho chúng ta được cái sự an lạc giải thoát. Cho nên á, cái điều gì đi nữa thì điều mà Đức Phật mong muốn cho chúng ta là phải thích sống cái đời sống độc cư, hoan hỷ với cái đời sống độc cư, và luôn 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 động và giữ cái tâm của mình có chánh niệm, hay là mình có chánh định để mình tu tập ở nội tâm. Để rồi chính ở cái nội tâm của mình diệt đi những cái không còn lắng dịu đi những cái gọi là dục tư duy, tức là tham, hận tư duy, tức là sân hận,
và hại tư duy, tức là não hại những cái tư duy bất thiện, để rồi tâm của mình nó được thanh tản, và luôn luôn trú tâm ở trong một cái đề mục của mình, hoặc là đời sống luôn luôn có cái sự chánh niệm trong mỗi phút mỗi nơi, để chúng ta thoát đi cái sự ràng buộc. Mà trước mắt đó, nội tâm mình an tịnh, nội tâm mình được an tịnh rồi là khi mà mình lâm chung thì ít ra là mình được chánh niệm, mình có chánh niệm rồi, hoặc là mình nếu có nhớ chăng thì mình nên nhớ những cái phước báo, cái thiện sự mà chúng ta làm ở trong đời sống hàng ngày của mình, mà trong kinh gọi đó là thường thân y duyên. Thường thân y duyên tức là những cái thói quen, mà thói quen thiện ở trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta đó là tự lực cho chính mình, chứ không có ai mà giúp cho chúng ta. Đức Phật là chư tăng cũng như là thầy tổ chúng ta dạy cho chúng ta những điều gì thì cũng có nghĩa là chúng ta phải tự nỗ lực hành trì, chứ không cái điều mà thanh tịnh đó hay cái điều ô nhiễm đó ở từ nội tâm không phải người khác đem lại cho mình, mà tự mình làm cho mình thanh tịnh, như là kinh Pháp Cú Đức Phật đại dạy. Ô nhiễm hay thanh tịnh là tự mình tạo ra, chứ không phải là do điều không phải do cha mẹ hoặc thân niệm hoặc thân nhân làm thế. Chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Cho nên là mình giữ cái tâm của mình có cái đời sống chánh niệm, và xem như đó là cái vốn, cái hành trang, cái tài sản để mà mình có sự nương tựa cho chính mình. Phật giáo Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Thì với cái bài học hôm nay cũng có nghĩa là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta, một là thích cái đời sống an cảnh độc tư, và làm sao giữ cái đời sống chánh niệm của mình, thiền định của mình, để mà mình có được cái sự an lạc ở trong nội tâm, dứt bỏ đi những cái phiền não, để tâm của chúng ta đạt được cái sự an lạc giải thoát, đặc biệt là chứng đắc được quả vị thánh nhân giải thoát trong tương lai. Hoặc là chúng ta có thể an tịnh trước khi chúng ta được lâm chung, chúng ta bỏ cái thân này thì chúng ta cũng ít ra có chánh niệm, chúng ta cũng sanh cảnh giới lành rồi lại để tiếp tục tu tập nữa. Hoặc là chúng ta có nỗ lực để chúng ta chứng thiền được thì điều đó rất là quý báu, rất là cao cả. Mà chúng ta không có thực hành được thì uổng cho một cái kiếp sống mà chúng ta đã trải qua với bấy nhiêu thời gian, luống phí với bao nhiêu thời gian. Mà thật sự là khi chúng ta lâm chung, chúng ta không có đem theo được cái gì, mà chỉ có đem theo được cái đời sống chánh niệm, đời sống thiện pháp hoặc là ác pháp mà thôi. Thiện pháp hoặc là ác pháp, thiện bất thiện, thì nó luôn luôn có cái quả của chính nó. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta được chấm dứt được những cái phiền não thì chúng ta được an lạc giải thoát. Thì chúng tôi xin có vài cái ý chia sẻ liên quan đến cái bài học hôm nay, chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự yên vui tiến hóa, và xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng và hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta được cái sự yên vui an lạc, tiến tu ở trong đời sống tu tập, mong cho tất cả chúng ta hưởng được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Và sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã